Xin mến chào quý cô chú anh chị em quay trở lại với kênh của em Hồ Văn Thuận 1991 ha. Mọi người đã biết kết quả chưa ạ? Các kênh YouTube cũng đưa nhiều rồi. Mọi người có xem cái video mà em phỏng vấn luật sư thông báo cái kết quả của phiên tòa chưa ạ? Chắc là em đăng là trùng vào cái thời điểm mà những anh chị em YouTuber khác đang livestream. Thì không biết là có ai xem chưa? Ai xem rồi cho em số 1 nha. Chắc là mọi người coi rồi á, ở trong cái phần video ngắn của em đó, hay là anh Gất Việt đó có quay rồi đây. Đây là luật sư. Luật sư ơi, con Phương Hằng có được giảm án không? Giảm luật sư 3 tháng. Dạ, dạ. Luật sư Quân thì sao mà thì được giảm 6 tháng. Dạ. Ba bạn kia thì mỗi bạn được giảm 6 tháng. Luật sư này đúng đỉnh luôn á. Có thể là coi như là thay đổi chiều gió luôn á. Hồi chiều là em nói là ôi thôi thua rồi. Thực sự là trong đầu mình không thể nghĩ được rằng là ông luật sư này có thể thay đổi được cái quan điểm của bên phía viện kiểm sát và hội đồng xét xử. Phải nói là quá đỉnh. Khi mà chưa tuyên án thì điều gì cũng có thể xảy ra. Phải công nhận là như vậy. Sau này mà em thật sự mà em muốn đi theo nghề luật á, thì chắc chắn là bản thân của mình phải học hỏi rất là nhiều. Đến nỗi mà viện kiểm sát mà đề nghị không có tha, tức là không tha một ngày nào. Viện kiểm sát đưa ra quyết định gọi là coi như là bác luôn, kháng cáo luôn. Nhưng mà cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng thì tòa án vẫn giảm án dành cho cả 5 người. Đó, như em nói ban đầu tiên thì niềm tin của chúng ta trong những ngày vừa qua là cả 5 người đều được giảm án là chính xác không ạ? Phần nào là chính xác đúng không? Ở đây là em hơi hụt hẫng ở chỗ là cả ba bạn mà nhân viên của cô Hằng á, chính xác là chị Hoàng Nhi á, với lại anh Tân và người Hà Lê thì không được giảm án. Không được hưởng án treo, xin lỗi nha của chị, thì em cũng hơi hụt hẫng chút xíu. Theo em thì cái sự hợp lý hơn là không giảm án mà ở đây là cho hưởng án treo thì nó sẽ hợp lý hơn, theo mình nghĩ làm vậy. Nhưng mà thôi cô chú anh chị, theo quy định tại pháp luật chúng ta có cái sự ràng buộc rồi. Tại vì là trường hợp của Ngọc Trinh trước đây á, là tại vì cô Ngọc Trinh cổ không có tổ chức, nhưng mà ở trong vụ án này đó là vừa có yếu tố gọi là phạm tội nhiều lần mà vừa có là phạm tội có tổ chức nữa, cho nên bây giờ hội đồng xét xử có muốn giảm thì cũng không thể nào mà cho bị cáo Nhi Hà Tân hưởng án treo được, bởi vì là không có ngoại lệ, pháp luật là không có ngoại lệ. Cho nên là cũng rất là đáng buồn dành cho ba cái trợ lý của cô Hằng. Nhưng mà ở đây em cũng xin cung cấp một cái thông tin như thế này bên lề cho nha mọi người. Mọi người nghe nếu như không có chính xác 100% á thì cũng bỏ qua cho chủ kênh. Nhưng mà ở đây thì em xin nói như này là thời điểm cách đây vài tháng á, thì qua lời kể của anh trai Đạo Phong á, thì anh trai Đạo Phong ở Mỹ về mà, thì có gặp em á, thì có nói rằng là bạn của anh trai Đạo Phong đi vô trong Đại Nam chơi đó, thì có gặp vô tình gặp anh Huỳnh Công Tân là MC của công ty Đại Nam đó, thì bạn của anh Đạo Phong mới có hỏi anh Tân về cái vấn đề của vụ án này, thì mới biết được là anh Tân cũng có một số bệnh gì đó cô chú anh chị, một số bệnh gì đó rất là nghiêm trọng. Cho nên là anh Tân á, thì ảnh cũng có thể là xem xét ở cái chuyện là giám định lại y khoa, có thể là ảnh được hoãn thi hành án nếu như mà cái bệnh của ảnh nằm trong những căn bệnh mà được xin phép là hoãn thi hành án. Thì cái này thì mình nói bên lề thôi, mình nghĩ rằng là em cũng không nên tiết lộ cái bệnh tình của anh Tân ở trên đây, nhưng mà em nói cho cô chú anh chị em là có tình tiết đó thôi, tại vì cái này là do anh trai Đạo Phong kể cho em. Đó, em nghĩ rằng là vấn đề này em chia sẻ thì cũng được đúng không cô chú anh chị, cũng đâu đến nỗi mà gọi là không chia sẻ được đâu. Thì ở đây thì có vấn đề này thì em cũng thấy rằng là nếu thật sự là như vậy nha, thì nếu thật sự là như vậy thì anh Tân có khả năng cũng có thể được xem xét để hoãn thi hành án. Còn với hai người kia thì em không có thông tin, với cái chỗ cô Hà Lê hay là Hoàng Nhi thì em không có thông tin. Thì như vậy thì ở đây thì mình cũng xin phép anh trai Đạo Phong là cho mình chia sẻ cái này nha anh. Tại vì cái này là do ảnh kể cho em chứ không phải là do em nghe ngóng ở chỗ nào khác. Rồi, thì bây giờ sẽ chia sẻ tiếp trong nội dung bài báo này. Hơi buồn cho Nhi Hà Tân. Thật sự là cũng hơi buồn ha cô chú anh chị. Nó thật lòng luôn á. Mọi người nghe lại cái đoạn của luật sư nha cô chú anh chị. Ở đây thì tối nay thì em nghĩ rằng là mình có thời gian thì qua ghé thăm bạn Đạt Long An thôi. Ai ngờ thì lại ghi lại được một cái giây phút như thế này. Thì ngày chính luật sư của thầy Quân đã là trả lời phỏng vấn trên cái máy của em luôn, rất là vinh dự ha. Thì mọi người có thể vào trong cái phần short của kênh của em để xem lại. Rồi, đây mọi người.
em chiếu lại cho mọi người nghe nha. Đây. Như vậy cũng là giỏi lắm rồi cô chú anh chị. Đúng rồi, tại vì tính ra ở trong cái nghị quyết của mình năm 2018 á, là không được hưởng án treo, cho nên là tòa xử rất là đúng rồi. Tòa muốn xử án treo cũng không được, tại vì trong luật của mình quy định rồi cô chú anh chị, một tình tiết thì còn may ra thì còn được, như Ngọc Trinh á thì còn có thể là châm trước được, chứ còn hai tình tiết trở lên là coi như thua. Có tòa có thật sự là có muốn là về tình á là cho ba bạn này hưởng án treo thì cũng không được, tại vì theo quy định là như vậy, chấp nhận thôi cô chú anh chị em ơi. Rồi đành phải chịu. Còn về chỗ ông luật sư Quân mà ông được giảm 6 tháng là quá hay rồi. Hồi chiều mà viện kiểm sát coi như là từ chối luôn mà, bác kháng cáo luôn mà. Nhưng mà sau khi mà bên phía luật sư này đưa ra những cái quan điểm á, thì bên hội đồng xét xử, hội đồng cơ quan tố tụng là thay đổi quan điểm luôn. Phải nói rất là hay. Em nói em phải phục luật sư của luật sư Quân luôn á. Ở đây cái sự việc mà được giảm 3 tháng cho bà Nguyễn Phương Hằng á, nó có 3 cái yếu tố ở đây mọi người xem xét giùm em nè. Thứ nhất á, tòa đã tuyên bị cáo Nguyễn Phương Hằng là họ đã áp dụng điều 345 của Bộ luật tố tụng hình sự và điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Vấn đề này em đã nói nhiều rồi. Có nghĩa là cái phần bản án không bị kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà tòa có quyền can thiệp và giảm cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Em cứ nhắc đi nhắc lại hoài đó, thì mọi người cứ coi trên báo đi, thì có phải đúng điều luật đó không? Đó. Thì hai á, là cái tính nhân đạo và nhân văn của pháp luật Việt Nam. Ba là họ xét thấy là cái công lao của bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng có tội nhưng mà cũng có công. Cái công ở đây chúng ta không nói rằng trong những cái tội của bà Nguyễn Phương Hằng là bao gồm cái công trong đó nha cô chú anh chị. Nói như vậy nó cũng lầm lẫn. Bà Nguyễn Phương Hằng bả đã phân định rất là rạch rồi. Có nghĩa là bả nói rằng là cái việc làm từ thiện của bả đó, ở đây cái việc làm từ thiện nha, chúng ta không nói về cái lời lẽ xúc phạm của bà Hằng nha. Có nhiều người thì họ sẽ dẫn dắt. Thì ở đây em xin phân định luôn là cái việc làm từ thiện của bà Phương Hằng nó rất là giá trị. Đó, rất là giá trị. Mà bà Nguyễn Phương Hằng có cái là bà muốn được xã hội công nhận. Rất tiếc rằng là trong cái thời gian mà bà làm từ thiện đó, có nhiều người ta không khen bà một câu nào mà người ta còn chửi bà nữa. Mọi người để ý lại coi, cái này em nói có chính xác không nè. Trong thời gian bà Nguyễn Phương Hằng làm từ thiện đó, thì nhiều người ta còn ganh tị, người ta còn chửi bà nữa. Cái này làm cho bà rất là buồn. Đó, làm cho bà rất là buồn rồi. Rồi sau khi mà bà lên tiếng về cái sự việc mà của ông Võ Hoàng Yên đó, ban đầu tiên thì bà được rất là ủng hộ. Bởi vì người ta thấy rằng là một cái ông lang băm giả danh thần y để là lường gạt, cho nên người ta rất là ủng hộ bà. Nhưng mà khi mà bà đụng đến Hoài Linh rồi với nghệ sĩ á, thì bắt đầu là rằng là trong cộng đồng có những người quay lưng, tại vì ủng hộ cho nghệ sĩ. Cho nên là những người quay lưng đó, nếu như quay lưng mà trái quan điểm thì không nói gì, đằng này là quay ngược trở lại là tấn công vào cái quỹ từ thiện của bà. Đó, trong đó có cả những người nghệ sĩ luôn. Cho nên là bà cảm thấy rất là bức xúc. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng hiểu được tâm lý của bà Nguyễn Phương Hằng nó diễn tiến như thế nào. Đầu tiên là bà là người đi làm từ thiện, vốn dĩ đã không được khen, rất là không được khen nhiều rồi, còn có người là chê bà nữa. Nó chê bà đủ thứ hết. Rồi khi mà bà lên tiếng đó, bà phân trần ra cái việc mà bà bị lừa thì lại không ủng hộ. Còn đằng này lại tấn công vào trong cái quỹ từ thiện của bà. Đâm ra là những cái này chúng ta nói về mặt xã hội, yếu tố xã hội nó mang đến tính chất á, gọi là đánh vào cái công việc từ thiện của bà một cách bất chấp. Và nhiều người như vậy quá thì đâm ra cổ đã không được giữ được cái bình tĩnh nữa. Tất nhiên là lúc đó cô phải dùng mạng xã hội của chửi người này người kia. Tất nhiên chửi là sai. Thậm chí là không những chửi, không những làm nhục, mà còn có hành vi là vu khống, đặt điều ra rất là nhiều cái nói, rất là nhiều cái bậy. Nhưng mà những cái này là những cái sai này thì cô Nguyễn Phương Hằng cổ đã thừa nhận rồi. Cho nên là chúng ta phải biết rằng là bà Nguyễn Phương Hằng bà đã nhận tội, bà đã nhận hết tất cả những sai lầm của mình. Chứ không phải là bà nói rằng là những cái việc live stream của bà là có công. Đó, cho nên ở đây chúng ta nên phân trần ra và phân định ra vấn đề nha.
chứ nhiều khi có người lại nói rằng cái sóng livestream của bà Hằng là có công thì cái này là không chính xác. Nên chúng ta nói là cái công của bà Hằng là nằm ở vấn đề làm từ thiện. Còn cái sóng livestream của bà Hằng thì có tính chất hai mặt. Một vấn đề luôn luôn có hai mặt, như cái đồng tiền, có mặt sấp và mặt ngửa. Mặc dù rằng là hành vi livestream xúc phạm người khác là sai, nhưng qua đó chúng ta mới thấy được rằng là cái việc làm từ thiện cũng nên được minh bạch. Thần y là không có thật, đúng không? Đó là cái mặt, em nói là mặt trái và mặt phải, giống như là đồng tiền nó có mặt sấp và mặt ngửa vậy. Chứ chúng ta không có nói là hoàn toàn là cái công của bà Hằng là không chính xác. Giống như cái sự việc của Thiền Am đó, nói bà Hằng là có công là đúng, nhưng mà nói bà Hằng có công để xử lý Thiền Am thì là sai. Chúng ta muốn cảm ơn là phải nói công an Long An, chứ đâu có thể nói bà Hằng được. Bà Hằng đâu phải cơ quan chức năng đâu mà đi xử lý người ta. Ở đây chúng ta nói là trong sóng livestream của bà Hằng á, nếu sử dụng đúng mục đích, chỉ vạch ra những góc khuất của xã hội thì hoàn toàn là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà đã sử dụng để giải quyết cái câu chuyện cá nhân á, thì tất nhiên là ai cũng sai cả. Bản thân của chủ kênh mà tự nhiên ghét, ví dụ như không thích Lạc Phong đi, mà ngày nào cũng đem Lạc Phong ra chửi hết, thì đâm ra là bẩn cái kênh của mình, đâm ra là sai. Nên khi mà em nói về ai đó thì em luôn luôn hướng về câu chuyện là của xã hội, chứ mình không có đem giải quyết cái mâu thuẫn cá nhân của mình. Nên cô chú anh chị em cũng thông cảm nha. Ví dụ như nhiều người không thích Lạc Phong thì em cũng không thích, nhưng mà đó là câu chuyện cá nhân. Chứ không phải là ngày nào của em cũng đem Lạc Phong ra em nói hết, thì cái chuyện đó là nó đâm ra là mình về sử dụng mạng xã hội giải quyết mâu thuẫn cá nhân rồi, đâu còn gì hay ho nữa đâu. Đó, đồng ý rằng là chúng ta có thể ghét một người, không thích một người sống quá bẩn với mình thì mình cảm thấy rất là chán nản và mình cảm thấy rất là tức tối, mình phải đem cái đối tượng đó lên mình bem thì mới thỏa cái mong cái lòng của mình, đã cái nư của mình. Nhưng mà cô Hằng thì dường như nếu cổ không thực hiện vấn đề đó thì nó sẽ tốt hơn là thực hiện vấn đề đó. Phải chi là cổ nhịn những người mà xúc phạm cổ đó, cổ dùng pháp lý chẳng hạn. Thì giống như ông Dũng là vôi đã khuyên cổ đó, người nào chửi mình thì kiện người đó, chứ đâu nhất thiết là phải lên mạng để là hơn thua. Khi mà lên mạng để hơn thua thì tất nhiên nó sẽ đâm ra là có sai lầm. Và một người muốn không có sai lầm, tốt nhất là không có phát ngôn về những cái đối tượng mà mình đang có mâu thuẫn, thì nó sẽ là hay hơn và tốt đẹp hơn là như vậy. Mình hướng về câu chuyện xã hội thì mình chỉ nói đúng về những cái trọng tâm của vấn đề thôi, chứ không xúc phạm ai hết là chính xác. Giống như mình nói Đinh Thị Lan là mình nói về những cái sai phạm của người này, chứ mình đâu có nói về cái góc đời tư của bà này đâu. Mình nói về Đào Kim Lân và mình chỉ nói về phát ngôn của Đào Kim Lân thôi, mình đâu có nói về cái vấn đề đời tư của Đào Kim Lân. Cô chú anh chị em nghĩ không, mình nói về luật sư Thanh Trần thì luật sư Thanh Trần sai cái gì khi ủng hộ ông Lê Tùng Vân, chứ mình đâu có nói là ông bà Thanh Trần, bà chồng bà sao, con bà sao, mình đâu quan tâm đến chuyện đó. Mình nói về ông luật gia Trần Đình Thu thì mình chỉ phản đối ổng trong câu chuyện ổng binh ông Lưu Bình Nhưỡng, ổng lên ổng nói bậy nói bạ tấn công vào cơ quan Thái Bình, thì cái đó mình vạch ra những cái vấn đề phát ngôn và nó mang tính chất là xâm phạm vào cái trật tự, cái lợi ích của nhà nước đó, chứ mình không có quan tâm câu chuyện cá nhân. Giống như đợt trước mà em nói vụ Hồ Duy Hải đó, thì em nói bạn Hống, bạn Hống đâu, em đâu có thù gì bạn Hống, tại bạn lên bạn nói xúc phạm vào cơ quan chức năng thì bây giờ bạn bị bắt. Mọi người thấy là mình nói về cái việc là người ta đã gây rối cái trật tự, người ta đã nói những cái điều xúc phạm đến cái lợi ích chung của người dân, trong đó là có bản thân của mình. Chứ còn mình không có nói về vấn đề là mình không ưa cái thằng đó, mình lên mình bem người ta. Thì cô Nguyễn Phương Hằng á, đầu tiên cô Nguyễn Phương Hằng lôi cái vấn đề mà chưa giải ngân của nghệ sĩ Hoài Linh ra. Nếu đúng là cổ có những căn cứ thì cái điều đó cũng tốt chứ không sai đó. Nhưng mà lâu ngày dài tháng cổ lại đi sâu vào vấn đề đời tư đó, thì nó sẽ đâm ra là từ đúng trở thành sai là như vậy thôi. Từ người tố giác tội phạm thì trở thành người phạm tội chỉ là một khoảng cách rất là mong manh. Và trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta nói thật cô chú anh chị, dùng từ một chữ duy nhất thôi, chỉ một chữ duy nhất đó, một từ đơn, một chữ duy nhất, đó là tiếc, đúng không? Rất nhiều người đã tiếc cho bà Nguyễn Phương Hằng, và trong đó thì có chủ kênh cảm thấy rất là tiếc cho bà Nguyễn Phương Hằng, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ nói buồn khổ gì đó thì đủ thứ cung bậc cảm xúc cả, vừa giận vừa vui vừa sướng đó, vừa nhớ, và tất cả những cung bậc cảm xúc đều có đầy đủ trong những sóng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Và nguyên cả một cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cho đến ngày mà nó kết thúc chính là ngày hôm nay, ngày 4 tháng 4 năm 2024. Trở về sau này thì chúng ta thấy là vụ án đã kết thúc hẳn rồi, hôm nay là coi như là không còn một cái gì luôn á liên quan đến vấn đề mà bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm ai hết đó, cũng không còn gì về vụ án này nữa. Thì hôm nay là coi như ngày cuối cùng, đúng không cô chú anh chị? Thì chúng ta thấy là một chặng đường đủ thứ cung bậc cảm xúc,
Và cảm xúc cuối cùng á thì nó cũng lạ, không, nó càng lại không được trọn vẹn nữa. Mọi người thấy không? Giống như bộ phim Hàn Quốc vậy đó. Nhân vật chính thì được giảm, rất là vui đó, nhưng mà nhân vật vật phụ chết. Thôi chứ chị thấy không? Giống phim Hàn Quốc không? Cái câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng y chang phim Hàn Quốc vậy đó. Nhân vật chính ở đây là bà Hằng được giảm án, nhưng mà nhân viên của bà ở tù không được hưởng án treo, giống y chang luôn. Ở đây mình nói thiệt rất là nghiệt ngã, chứ nó không được kết thúc trọn vẹn, giống như một tiểu thuyết, một cuốn phim. Thật sự là như vậy luôn, đâu có được trọn vẹn đâu. Nếu mà nói là như em đã nói ban đầu tiên á, kết thúc đẹp nhất, kết thúc mà có hậu nhất là phải là bà Nguyễn Phương Hằng là được giảm án, ông Đặng Anh Quân cũng được giảm án đó, rồi ba nhân viên là sẽ được hưởng án treo, đúng không? Thì cái đó là coi như là happy ending nhất đó, bây giờ là khả thi nhất đó. Mà cuối cùng thì đâu có được đâu, cô chú anh chị thấy có bao giờ mà được đâu. Cuối cùng thì cũng kẹt lại là ba cái người mà nhân viên của bà Hằng là ở tù, không được hưởng án treo. Một bộ phim Hàn Quốc cũng phải có người chết, chứ không có người chết không phải phim Hàn Quốc, nó khổ vậy đó. Em thấy câu chuyện ngày hôm nay là mọi người đã thấy một vụ án mà y như một bộ phim vậy đó. Mình xem rất là có cảm xúc từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối ha. Rồi cuối cùng thì ông Đặng Anh Quân ổng cũng được giảm, như vậy cũng vui ha cô chú anh chị. Vui cho ông Đặng Anh Quân, vui cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà buồn là buồn cho ba nhân viên Đại Nam. Được giảm án là có, cũng vui là được giảm, nhưng mà giảm nhưng mà vẫn phải đi đó, thì thôi thì chấp nhận thôi cô chú anh chị. Nè em sẽ cho mọi người xem cái này. Có lẽ là trong ban ngày em sẽ phân tích cái này, nhưng mà thôi tối nay để cho mọi người xem luôn đi, để chúng ta đỡ có thắc mắc. Mọi người biết là tòa người ta quyết định là đúng rồi, chứ không thể sai được. Không phải tòa không muốn cho các bạn được hưởng án treo, mà tại vì là luật là quy định như vậy, phải chấp nhận thôi. Rồi bắt đầu mạng lại yếu. Đây nè cô chú anh chị, mọi người tìm giùm em cái này nha. Văn bản số 02 năm 2018 là nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, được ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2018. Thì ở trong đây nó quy định rất là rõ ràng về những cái trường hợp mà không cho hưởng án treo. Ở quy định ở tại điều 3 nè, mọi người thấy không ạ? Quy định ở tại điều 3 nè, là người bị phạm tội xét xử trong cùng một lần về nhiều tội nè, người trừ trường hợp người phạm tội nhiều lần nè, khoảng 5 nè, mọi người thấy không? Khoảng 5 nè. Đó. Là người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi nè. Đó. Bởi vậy á, là quy định ở trong cái khoảng điều 3 này là cũng không có đủ để cho hưởng án treo. Mà điều 2 này cũng không được luôn, tại vì nó sẽ có một cái gọi là không có cái tình tiết được quy định tại khoảng 1 điều 52 của Bộ Luật Hình Sự nè. Mọi người thấy không ạ? À? Em tô cho mọi người coi nè. Quy định tại khoảng 1 của điều 52 Bộ Luật Hình Sự nè. Khoảng 1 của điều 52 Bộ Luật Hình Sự là nó sẽ có cái điều gọi là có tổ chức, phạm tội có tổ chức trong đó, trừ phi là đồng phạm giản đơn thôi. Nhưng mà trong vụ việc này thì theo nhận định của Viện Kiểm sát cũng như là Hội đồng Xét xử á, thì đây là đồng phạm có tổ chức và đồng phạm giúp sức tích cực, chứ không phải đồng phạm giản đơn, cho nên không thể áp dụng được là cho hưởng án treo. Đó, rất là tiếc cho ba nhân viên của Đại Nam. Mình thì mình nghĩ rằng là gỡ gạc được cái là nếu luật sư Lễ mà gỡ gạc được cái vấn đề là đồng phạm giản đơn đó, nếu mà chuyển sang là đồng phạm giản đơn á thì mới gỡ được cái vấn đề án treo, còn không chuyển được cái đó là coi như là cũng khó đó, đành phải chấp nhận thôi. Đó là do bên phía là cơ quan điều tra trước đây họ đã xác định hết khách quan hết cả mọi hành vi rồi, chứ không phải là do là thiên vị hay không thiên vị đâu mọi người. Đó, chúng ta phải tôn trọng quyết định của bên hội đồng xét xử. Cho nên là hiện nay cũng có một số đối tượng không tốt, cũng là mạo danh là fan bà Hằng này kia đó, lên TikTok rồi lên Facebook dẫn dắt, nói rằng là tòa nặng quá đối với ba nhân viên của bà Hằng là không chính xác. Cái này là do kể cả một hệ thống tố tụng, người ta điều tra rất là khách quan, chứ không phải là do tòa muốn xử sau xử đâu. Chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là khách quan. Tòa luôn luôn tôn trọng cái nguyên tắc có lợi cho bị cáo, có lợi cho người bị buộc tội đó. Nhưng mà ở đây thì ông Đặng Anh Quân như là ba nhân viên của Đại Nam thì họ không được hưởng án treo, bởi vì họ vi phạm vào hai điều. Thứ nhất là điều 3 và thứ hai là điều 2 của cái nghị quyết 02 năm 2018. Tức là không cho hưởng án treo bởi vì phạm tội có tổ chức, giúp sức tích cực, và cũng như là không có được cho hưởng án treo bởi vì là
phạm tội nhiều lần. Đây là hai cái nội dung mà không cho hưởng án treo đối với tiến sĩ Quân và ba nhân viên của Đại Nam, cho nên họ chỉ được là giảm án thôi chứ không được hưởng án treo đó. Mình mọi người nên nắm chỗ đó nha, cái điều luật nó quy định rất rõ như vậy rồi. Cái trường hợp ngoại lệ là nó phải có đủ những căn cứ đủ mạnh, nhưng mà rất tiếc là căn cứ không đủ mạnh thì phải chịu thôi. Rồi, đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì một lần nữa chúng ta thấy là bộ phim Hàn Quốc này thì chỉ có nhân vật chính là vui, nhân vật chính là cô Nguyễn Phương Hằng là được giảm án là vui rồi đó, sắp về rồi. Nhưng mà ba nhân viên của cổ thì lại không được hưởng án treo, thì nó cũng khá là buồn, rất là đáng tiếc. Thì nói chung là thương cho ba cái nhân viên này, họ cũng là làm công ăn lương đó, nhưng mà vô tình phải là bị cuốn vào cái vòng xoáy của drama và đã dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy rằng á, là những người xung quanh mình, cho dù có là chủ của mình, cho dù có là cái người có uy tín, có tiếng nói, nhưng mà làm cái gì thì chúng ta cũng phải tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình trước. Ví dụ như mà chủ của em mà có sai em làm cái này kia thì chủ em sai em làm đúng, em làm đó. Nhưng mà chủ sai em làm sai thì có 100 triệu thì em cũng không làm, chứ không phải 100 triệu em làm nha, 100 triệu, 1 tỷ bỏ ra thì em cũng không có làm đâu. Đó, chủ em mà hướng dẫn em đi theo con đường đúng thì em sẽ đi theo. Chứ còn nếu như mà chủ em mà đi hướng dẫn em làm cái việc mà nó thể gây mạo hiểm, vi phạm pháp luật, thì tất nhiên là chúng ta phải có cái ý thức thượng tôn pháp luật, cho dù đó là chủ của mình, cho dù đó là người thân cận nhất của mình. Thì không chỉ có sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng, chúng ta nhìn nhận xa hơn một chút xíu đi, có phải là trong vụ việc của bà Trương Mỹ Lan á, thì cháu gái của bà rất là tin bà không? Rồi trong cái vụ việc của Tân Hiệp Phát á, có phải là hai người con gái của ông Trần Quý Thanh rất là tin đúng không? Rồi trong những vụ việc khác nữa, thường là cái đồng phạm là nó mang yếu tố là người thân nè, bạn bè thân thiết với nhau nè, cùng vi phạm nè. Như vậy thì bạn thân, anh em kết nghĩa, vợ chồng hay như thế nào đó, nhưng mà người ta làm sai mình cũng không thể nào đi theo đó. Mọi người nên nhớ giúp em cái điểm này. Hiện nay thì nói chung là mình không muốn cà khịa ai hết cô chú anh chị. Trong cái live này thì mình chỉ đơn thuần nói về việc của cô Hằng thôi, chứ hiện nay thì thường á nha, em thấy rằng là ví dụ thằng giống mình mượn cái câu của chị Tư Cầu Muối á, chị nói rằng là cái thằng chồng mất dạy con vợ nó còn mất dạy hơn nữa. Cái đó là nói cái trường hợp ở trong vụ Thiền Am hả. Nhưng mà mọi người nghe qua mọi người có thấy quen quen không, mọi người có thấy quen quen không ạ? Cái thằng chồng mất dạy mới con vợ còn mất dạy hơn nữa, có nghĩa là ở đây là chị Tư chỉ nói rằng là hai vợ chồng mới cùng phạm tội đó cô chú anh chị. Mà trường hợp này nó không hiếm, có nghĩa là trong cái vụ Thiền Am thì cũng có, thì trong cái vụ khác nó cũng có. Thường là vợ chồng á, mà cùng đồng vợ đồng chồng mà tác biển Đông cũng cạn. Trong trường hợp của ông Dũng thì vợ ông sai, ông đâu có đi theo. Mọi người thấy không? Ngay cả vợ chồng mà vợ mình làm sai là phải can, nó mới đúng là trách nhiệm của một người chồng. Chứ không phải là vợ mình làm sai, chồng mình làm sai, cái hùa theo rồi đi gọi là đi phạm tội chung với vợ chồng của mình, là nó sẽ cả hai vợ chồng đều đi tù hết. Chứ còn gì nữa, thằng chồng lên mạng chửi người ta mỗi ngày, thì thằng con vợ nó bán hàng, nó hốt tiền, có phải là hai vợ chồng đi tù không? Mọi người thấy đúng không? Đó, bởi vậy thằng chồng mất dạy thì con vợ nó phải kèm thằng chồng lại, chứ thằng chồng đã mất dạy rồi mà con vợ nó còn mất dạy nữa, giống như là chị Tư nói đó, thì đâu có được đó. Chồng vợ chồng mà còn không được nữa thì huống chi gọi là sếp và nhân viên. Cho nên trong vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta lại rút ra được một cái bài học nữa, cho dù là sếp của mình thà là mất việc chứ không có để cho bản thân của mình bị ảnh hưởng, hoặc là để cho sếp của mình bị sa vào cái vũng lầy của hành vi vi phạm pháp luật. Thì cái điều này thì em cũng rất mong rằng là mỗi chúng ta phải có ý thức đó, phải có ý thức đó để cùng nhau là ngăn chặn những hành vi mà tưởng chừng như là nó không vi phạm pháp luật, biết đâu mình lại vô tình như bà Hằng thì sao. Bà Hằng bà đâu có cố ý đâu cô chú anh chị em, bà không có cố ý, bà chỉ là không hiểu biết về luật an ninh mạng thôi, chứ không phải là bà cố tình. Ở đây mình không bao biện nhưng mà đó là sự thật đó. Người ta nói là khai thác vào vấn đề bà Hằng ít có tìm hiểu về cái thế giới của mạng, cũng như là ít có tìm hiểu về gọi là luật của Việt Nam. Thì ở đây thì xin sẵn tiện coi như là nói chung là giải đáp một số cái thắc mắc của nhiều người hỏi là bà Nguyễn Phương Hằng ở Canada cái thời gian nào, mà tại sao là nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng là Hằng Canada,
rồi tại sao là bà Nguyễn Phương Hằng là mạo danh là ở Canada này kia. Theo tìm hiểu của em á, thì mọi người có thể tra vào trong những cái câu chuyện trước đây của bà Hằng đó, thì cái thời gian mà bà Hằng ở Canada đó thì mọi người tính là bà về Việt Nam là năm 1994 là về Việt Nam. Thì trước đó là 7 năm là bà sang Canada, là năm 1987. Năm 1987 là bà Phương Hằng bà sang Canada, bà cưới chồng người Hoa ở bên Canada. Rồi sau đó là năm 1994 bà mới về Việt Nam. Đó. Thì đó là bà sống cái thời niên thiếu của bà ở Canada, ở nước ngoài. Rồi sau này thì bà cũng đâu có hiểu biết nhiều về cái luật an ninh mạng đâu. Mọi người cũng biết rồi. Bà cũng nói trong trần tình trong cái buổi live của mình á. Hay là trong cái phiên tòa hôm nay đó là bà sống ở nước ngoài nên bà không biết về, bà không được đào tạo, bà không biết rõ về cái luật an ninh mạng từ nhỏ. Bà không hiểu về luật nói chung luôn chứ không phải an ninh mạng. Thì cái chuyện đó cũng đúng thôi. Cái chuyện đó cũng dễ hiểu cô chú anh chị. Đó. Cái phần mà mình học hỏi được nhiều nhất về pháp luật nè, về những cái kiến thức về hàn lâm á, mang tính chất nó hơi hàn lâm chút xíu á, là thường là khoảng thời gian niên thiếu. Mà bà Hằng bà ở Canada thời gian đó thì tất nhiên là bà sẽ không hiểu về nhiều về luật, cũng đúng rồi. Bà nói đúng mà. Đó, nhiều người cứ kêu bà không phải Canada rồi còn tự nhận mình là người Canada nữa. Tự nhận mình là Canada luôn chứ. Em nhớ hình như có như vậy đúng không? Là em nói ra rồi mất công lại kỳ nữa, lại đi khiêu khích người ta, đi thưa mình nữa. Thôi. Nói chung những việc cá nhân em không có can thiệp. Em không can dự vô và em cũng không gây hấn. Nhưng mà mọi người nhớ giùm em đi, có một cô gái nói bà Hằng không phải là Canada mà họ mới là Canada. Vậy mà đòi đi thưa bà Hằng, thưa gì trời. Bản thân của mình thì người đi xúc phạm người ta mà gọi là đi thưa người ta. Đó là gây thù chuốc oán thôi chứ được gì đâu. Dù là bà Hằng bà có ở tù hay là bà có vi phạm pháp luật đi thì cái đó là pháp luật xử xong rồi. Đó, bà 31 gây thù chuốc oán với bà thì bà ghét. Bà ghét sau này bà thưa lại sao biết được. Tính bà Hằng là bà quân tử, nhưng mà không phải là không ân đền oán trả đâu. Ai mà gây thù chuốc oán với bà là bà nhớ đó cô chú anh chị. Mình nên nhớ là em có đọc một cái chương ở trong truyện Kiều á, đó là Thúy Kiều báo ân báo oán. Thúy Kiều là một cô gái tốt ở trong truyện Kiều đúng không? Nhưng mà sau khi mà bị hãm hại, sau khi gặp ông Từ Hải, thì Thúy Kiều có phải là đi báo ân báo oán với từng người đã gây ra những cái sự tổn thương cho mình trong cuộc đời không? Mọi người nhớ trong truyện Kiều của Nguyễn Du mà, đúng không? Chuyện Kiều là một cô gái rất là đa tình, có trải qua nhiều đời chồng, trải qua nhiều người đàn ông khác nhau đúng không? Ở trong chuyện là như vậy, chứ em không đem phải nói xấu phụ nữ, mà trong chuyện là như vậy đúng không? Và sau này thì coi như là kiếm từng người luôn để trả thù. Cái chuyện trả thù không có chứng tỏ là nhỏ nhen, mà đó là bản chất quân tử, mà bản chất của một người là ân đền oán trả, ân oán phân minh. Thì em thấy là bà Hằng cũng tương tự giống như là cái chương mà em đọc ở trong truyện Kiều đó. Chứ không phải đơn giản là bà để yên vậy đâu. Bà có thể là nhẫn nhịn trong thời gian mà bà phải trả giá trước pháp luật, nhưng mà sau khi bà về rồi đó, người nào có ơn bà sẽ đền, người nào có oán bà sẽ trả. Đó, thì ở đây thì cảm nhận của mình là như vậy thôi. Không biết là mọi người có chung cái tần số không? Có chung tần số không ạ? Rồi, thì hôm nay thì 8 ngày cuối năm thôi cô chú anh chị. 8 cái ngày cuối cùng thôi. Đặc xá lớn thì phải chủ tịch nước mới lên chủ tịch mức mới hả? Không. Cái vấn đề ở đây là cái chuyện, cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng là chưa cần đến cái luật đặc xá. Anh Thiện Đặng, chưa cần đến luật đặc xá đâu. Có thì tốt, nhưng mà theo em nghĩ rằng là trong việc của bà Nguyễn Phương Hằng này chỉ dao động ở trong cái việc là thẩm quyền của tòa án thôi là đủ rồi. Không cần phải đến gọi là cô Ánh Xuân hay là bà Trương Thị Mai, bác Tô Lâm này kia đâu, không cần đến đâu. Tại vì cái này là một vụ án là xúc phạm nhau trên mạng xã hội thôi. Thì thẩm quyền của các cơ quan tố tụng là đủ rồi. Còn nói tới mà chủ tịch nước ân xá cho bà Hằng vậy đó, là trừ phi bà Hằng bị tội rất là nặng kìa. Ví dụ như bà Hằng bị tội, bị giống như ông Tùng Vân 5 năm trở lên gì đó. Còn may ra thì chủ tịch nước can thiệp. Chứ còn sự việc này là hoàn toàn bên hội đồng xét xử họ có thể can thiệp được mà. Nên là em nói á,
khả năng là bà Phương Hằng bà được về 30/4 này là có đó, có khả năng, chứ mình không dám nói là 100% nha cô chú anh chị, nhưng mà em nói là có khả năng đó, khả năng cao á. Thì mọi người cứ chờ xem, bây giờ cũng đầu tháng rồi, bây giờ nếu mà chờ thêm 4 tuần nữa là có kết quả thôi, có gì đâu cô chú anh chị. Thì mình nghĩ cái sự việc tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng đâu có sai, đúng không cô chú anh chị? Chúng ta cứ cầu nguyện đi, ai theo đạo Phật thì cầu Phật, ai theo đạo Thiên Chúa thì cầu Chúa đó, đem đến những điều tốt đẹp nhất dành cho bà Hằng. Thật sự là bà xứng đáng được nhận, chứ ở đây mà nhiều người nghĩ bà ác này kia là em không đồng tình. Bà không phải người ác đâu, bà là người ác, tòa không có giảm cho bà 3 năm đâu đó, em chỉ nói vậy thôi. Tòa án của Việt Nam chúng ta nhân văn và nhân đạo, giảm án là cái người đó họ phải tự nhìn nhận ra sai lầm, và cái người đó xứng đáng được giảm thì tòa mới giảm đó. Tòa án là nhân danh cái gì cô chú anh chị em? Em cần đọc lại không ạ? Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nghĩa là tòa án là đại diện cho nhân dân, tòa án là đại diện cho nhân dân để phán tội cho một người đó, là đại diện cho nhân dân để giảm tội cho một người, chứ tòa án không phải là một không phải là muốn xử sao xử đó. Giảm án là cũng là nguyện vọng chính đáng của không chỉ riêng cá nhân của bà Phương Hằng, giảm một ngày thôi tôi cũng thấy được tôn trọng, mà đây là nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ở đó trong đó là có bản thân của chủ kênh nói ngày này qua ngày kia rồi, không lẽ không phải, đúng không? Nói ngày này qua ngày kia là vấn đề giảm án cho bà Hằng rồi. Ính ra em cũng đóng góp đó chứ, đúng không? Em không có nhận công nhưng mà có đóng góp không ạ? Có. Còn phải nói nữa, nói nhiều nữa, bà mới về sớm. Còn đem bà ra mà nói cơ quan tố tụng sai đó, cái đó hại bà. Thì em đâu có nói cơ quan tố tụng sai đâu. Mình đề nghị cơ quan tố tụng giảm nhẹ cho bà là chuyện bình thường mà, đâu có sai đâu cô chú anh chị. Cái đó nguyện vọng chính đáng của người dân mà. Còn mấy cái thằng mà đem bà Hằng ra nói cơ quan tố tụng là gây oan sai cho bà Hằng là mấy thằng phản động, chứ đâu phải thương bà Hằng đâu, nó ngụy trang hay lắm. Nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì cô chú anh chị sẽ nhận ra thôi. Rồi, thì hôm nay thì em chỉ nói mà tám chuyện với cô chú anh chị về cái kết quả của phiên tòa. Sáng mai thì mình sẽ có những cái bài phân tích sát hơn về pháp lý, chứ là tối nay thì không có thời gian để gọi là coi lại hết tất cả những điều luật cho nó chính xác. Nhưng mà về vấn đề mà của ông Anh Quân, của ba nhân viên của Đại Nam hay là bà Hằng, thì hôm nay thì xem như á, về góc độ lý thôi nha, khoan nói đến tình, thì tòa án đã là tuyên như vậy là đúng người đúng tội, không gây oan sai cũng không bỏ lọt tội phạm đó. Một phiên tòa có lý có tình, đậm tính nhân văn của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta phải ghi nhớ cái điều đó đó, và thấy cái phiên tòa này như một hình mẫu đó, để nhân dân chúng ta ghi nhớ rằng là có một phiên tòa rất là công bằng, đúng không? Ở đây mình không phải là mình nói là chính quyền mình lúc nào không đúng là tốt, nhưng mà cái phiên tòa này rất là tình người. Mình cũng không tưởng tượng ra được là bà Hằng lại được xem xét để giảm như vậy, mà kể cả những đồng phạm khác cũng đều là được giảm hết. Thì đây là một cái ước nguyện của rất là nhiều người, mà qua cái phiên tòa này em thấy rằng là mình lại rực sáng cái niềm tin vào chính quyền của mình là thứ nhất nè, mà chính quyền của mình là chính quyền của dân thôi. Nói chung là mình tin tưởng vào công lý, tin tưởng vào pháp luật qua cái phiên tòa này, và mình tin rằng á, ai làm sai cũng sẽ bị trả giá. Ví dụ như là em có nhắc đến tên một số nhân vật trong buổi livestream này, đúng không? Thì mình nói ví dụ như bà Nguyễn Phương Hằng bả thưa kiện, những cái người nào bà Nguyễn Phương Hằng bả thưa kiện có xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng thì cơ quan luật pháp cũng sẽ xem xét để là xử lý đúng theo quy định pháp luật. Vi phạm hành chính là phải phạt, vi phạm hình sự là phải phạt tù chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ đúng theo cái sự công bằng đó, nên là mọi người cứ chờ thôi. Đừng có vì quá bức xúc mà lên mạng xã hội tấn công người ta, chửi bới người ta, thì nó sẽ là tự tạo ra cái tội cho mình thôi, chứ chẳng có được ích lợi gì hết. Chúng ta cứ thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào cơ quan pháp luật sẽ xử lý thôi. Còn những người mà có một chút xíu mà coi như là biết được một chút xíu như mình á, thì cô chú anh chị yên tâm, đây cũng phải là lời hứa. Nhưng mà nếu như phát hiện ra những hành vi sai phạm, vi phạm về pháp luật, em sẽ có những trình báo với các cơ quan chức năng, mọi người yên tâm đi. Còn cái gì em nói trên mạng xã hội là đúng quy định. Còn ví dụ như cái kênh nào vi phạm pháp luật, kênh nào lên mạng chửi người ta đó, mình sẽ trình báo đến đúng cơ quan có thẩm quyền.
À, trong cái sức lực của em thì em làm như vậy thì mọi người có đồng ý chưa ạ? Những cái người mà em kêu tên trên đây là em đã nộp đến tất những tài liệu chứng cứ đến các cơ quan chức năng để người ta xem xét. Còn người ta xử lý như thế nào thì em sẽ đốc thúc hay là trình bày nguyện vọng của mình trên đây, hoặc là với những cán bộ chiến sĩ công an, nếu mà mình có đã gửi đơn hoặc là có những sự trình báo thì em sẽ có sự tác động. Thì mình chỉ hứa được như vậy thôi. Chứ còn nếu mà làm thêm nữa mà lên đây chửi người ta thì chủ kênh không phải nghề, không có nghề đi chửi người ta. Giờ thì có mấy người phụ mình rồi, có Đại Long An nè đó, rồi có một số anh em thì coi như là thấy ai sai thì cứ nộp tài liệu qua, gửi tài liệu qua đây, thưa không được thì mình thưa, có gì đâu, làm cho nó tới nơi tới chốn. Giống như ông Uy Dũng ông nói, bán căn nhà hai căn nhà đó cũng phải thưa để tiện đó, thưa kiện thì đâu có sai luật đâu. Chỉ có điều lên đây chửi người ta mới là sai. Cô chú anh chị em lưu ý qua cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta tự rút ra bài học nha. Nếu như thấy các YouTuber mà quá khích chửi bới người ta, kể cả em luôn, cô chú anh chị em nên nhắc nhở, không nên cổ xúy. Đó, em nói đây là sự thật. Nếu em có chửi ai quá đáng, cô chú anh chị em nhớ nhắc em nha. Đó, có chửi, có xúc phạm người nào đó hơi quá, hơi đi phạm vào cái lằn ranh á, thì mọi người nên nhớ nhắc em cái để em điều chỉnh lại. Rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em vào ngày mai. Đó, ngày mai thì về nhà rồi mình sẽ có những cái bài nói nó chất lượng hơn gửi đến cho quý cô chú anh chị em. Xin chào tạm biệt và mọi người nhớ để lại cho em một cái lượt thích ạ. Xin cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều ạ.